Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Đang là ở. Vâng, rồi, đây em quay vị khách đến từ Hà Nội. Vâng, anh Trần Văn Trung, anh đến từ Sơn, Bắc Ninh. Vâng, anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong buổi trưa ngày hôm nay và anh đi một chuyến xe khách về. Anh đã sắm cho mình được một chiếc đầu giải mã Sony GE700. Vâng, sản phẩm thì đã được anh cùng với cửa hàng thẩm âm rồi. Vào thời điểm này cũng đã là 1 giờ kém 10 phút. Vâng, anh thẩm âm cũng rất là nhanh. Đây là chiếc đầu giải mã GE700. Vâng, hiện tại cửa hàng thì vẫn có hai đoàn khách nữa. Vâng, anh cũng đã đang lựa chọn cho mình một chiếc âm ni Lookit đèn. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh cũng là một clip ngắn thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết. Trong lô sản phẩm đầu giải mã GE700 về 6 chiếc và chiếc ngày hôm nay là chiếc cuối cùng được vị khách đến từ Bắc Ninh. Vâng, anh Trần Văn Trung, anh đã lựa chọn được một chiếc đầu có giá dưới 6 triệu. Vâng, âm thanh Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.